sức sống của con lời ngài là ánh sáng đời con lời ngài làm chứa chan hy vọng là đường để con hàng dõi bước tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng thật ta nói thật với các con nếu hạt lúa mì rơi xuống đất mà không thối đi, thì nó chỉ trơ trọi một mình nhưng nếu nó thối đi thì nó sinh nhiều bông hạt ai yêu sự sống mình thì sẽ mất và ai ghét sự sống mình ở đời này thì sẽ giữ được nó cho sự sống đời đời ai phụng sự ta hãy theo ta và ta ở đâu thì kẻ phụng sự ta cũng sẽ ở đó ai phụng sự ta ta sẽ tôn vinh nó Cộng đoàn thân mến Thánh Do An rất thích sử dụng cụm từ Thật, ta nói thật với các con Thánh nhân hay dùng nó trước khi Chúa Giêsu nói đến một chân lý Hôm nay Chúa Giêsu nói đến một quy luật bất di bất dịch của thiên nhiên Nếu hạt lúa mì rơi xuống đất mà không thối đi Thì nó chỉ trơ trọi một mình Nhưng nếu nó thối đi thì nó sinh nhiều bông hạt đây là một kinh nghiệm dân gian phổ biến không riêng gì hạt lúa mì mà bất kỳ loại hạt nào cũng phải tuân theo quy luật đó trong mỗi hạt giống đều chứa đựng một mầm sống nội tại một sự sống mãnh liệt nhưng mầm sống nó đang bị một rào cản không cho nó phát triển đó là cái vỏ bọc của nó khi hạt giống gieo xuống đất và chấp nhận thối mục nát đi cái vỏ bọc kia mới vỡ ra mầm sống nội tại mới sinh sôi và phát triển nếu hạt giống không chấp nhận sự mục nát thì muôn đời nó chỉ là hạt giống và đến lúc nào nó phải vất đi như vậy phải chấp nhận một cái chết để có một sự sống mới Chúa Giêsu dùng hình ảnh này để nói về mình. Ngài như hạt lúa mì được Chúa Cha gieo vào trần gian này, Ngài cũng chịu một cái chết, một sự mục nát để đem lại sự sống cho con người. Chúa Giêsu không chấp nhận hạt lúa mì không chết đi và không thối đi vì chỉ có chết đi và thối đi thì nó sinh nhiều bông hạt bông hạt đó là mỗi khi tô hữu chúng ta và cả thánh Ignacio Antiochia mà ta mừng kính hôm nay khi lãnh bí tích rửa tội ta đã được sinh ra trong đức Giêsu ta chính là bông hạt mà hạt lúa mì là đức Giêsu đã nảy sinh từ sự chết đi của ngài trên thập giá bây giờ đến lượt ta Hạt giống của ta cũng phải chịu chết đi và thối đi để sinh ra nhiều bông hạt khác. Đó là quy luật bảo tồn của thiên nhiên. Những người không tin Chúa, họ không hiểu tại sao họ lại hiện diện trên cõi đời này. Họ từ đâu đến và đi về đâu? Nhưng khi tô hữu chúng ta xác tín rằng ta đến từ Thiên Chúa ta chính là hạt giống được Chúa gieo vào lòng đời này để trải qua bao gian chuôn thử thách, bao đau khổ vùi dập để ta mục nát đi. Và nếu chúng ta chấp nhận chết đi và mục nát đi trong lòng đời này, ta mới phát sinh nhiều bông hạt. Điều Chúa Giêsu muốn nói ở đây, nếu ta yêu quý mạng sống mình đến độ đặt nó lên trên cả Thiên Chúa đó là điều không đúng và khi ta sống với thái độ như vậy ta sẽ mất nó vì ta được dựng nên được hiện hữu trong cõi đời này là do thiên chúa như vậy ta phải quy hướng về ngài như cùng đích và cội nguồn của mình vì thiên chúa là nguồn sống của mọi loài thụ tạo nếu ta yêu quý mạng sống mình đến độ đặt nó trên cả thiên chúa lúc đó ngài không còn là cùng đích nữa mà ta là cùng đích của ta tức ta không đi về với thiên chúa là nguồn sống và chỉ chậm chân tại chỗ ta sẽ đánh mất sự sống đời đời chúa giêsu đã đi bước trước ngài đã chấp nhận cái chết trên thập giá để từ đó mới đi vào vinh quang chúa cha tất cả các kitô hữu cũng hãy bước theo ngài Thật vậy, trong cuộc sống, muốn thành công ở bất cứ lãnh vực nào, người ta phải chấp nhận chịu chui rèn trong gian khó, chịu trải qua khổ luyện, chịu kinh qua rất nhiều thử thách. Nhờ đó, họ mới đạt được những thành quả hữu dụng, giúp ích cho chính mình và cho xã hội. Cũng thế, hành trình tự hủy của Chúa Giêsu phải là mẫu gương chuồn mực, để người tín hữu soi mình học hỏi mỗi ngày và cố gắng noi theo lạy thiên chúa toàn năng chính vì được tình yêu chúa nung nấu thánh ignazio antiochia giám mục đã trung thành phục vụ và đạt tới phúc từ đạo vinh quang xin cho mỗi người chúng con biết thực hành những điều người dạy và noi gương người mà yêu mến chúa và tha nhân Amen.